Thomas Tam, chồng ca sĩ Hồng Ngọc mắc COVID-19 tại Mỹ. Tình hình các nghệ sĩ nhiễm COVID và qua đời tại Mỹ trong thời gian qua khiến khán giả rất lo lắng. Mới đây nhất, ông xã của nữ ca sĩ Hồng Ngọc cũng đã thông báo mình không thoát khỏi được virus xấu và hiện nay đang tự cách ly tại phòng. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, ông xã Hồng Ngọc đã viết tâm thư khá dài nói đến thông tin chẳng lành. Thomas Tam cho biết anh vốn rất cẩn thận trong phòng dịch, hạn chế gặp nhiều người nhưng cuối cùng vẫn mắc COVID-19. Khi nhận tin một người bạn từng ngồi chung xe và làm việc cùng nhau suốt mấy tiếng có triệu chứng mệt rã rời và đã nhận kết quả dương tính hôm thứ Hai, anh đã biết chắc mình cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi nhận kết quả test nhanh, anh vẫn cảm thấy rất lo. Tôi lo bố mẹ và vợ con mình sẽ bị lây nhiễm hay không, lo là chuyện gì không hay sẽ xảy ra, anh chia sẻ. Sau khi có kết quả, chồng Hồng Ngọc tự cách ly tại phòng riêng. Anh cho biết, khi đang sống ở xứ sở cờ hoa thời điểm này bị nhiễm cũng là sớm hay muộn mà thôi, vì mọi thứ ở đây đang diễn ra khá phức tạp. Nhưng điều Thomas Tâm chia sẻ chính là anh đang lo lắng, sợ mình sẽ lây cho các con và bà xã. Anh viết, cuối cùng thì cũng bị nhiễm COVID-19 và hôm nay trời nắng đẹp, mình ráng lết ra ngoài đi bộ hít thở không khí trong lành và viết vài lời gửi tới quý cô chú anh chị em đã thương tâm. Vì muốn cho mình được chóng hồi phục, Ngọc mang thức ăn đặt ở trước cửa phòng rồi mình mở cửa bưng vào phòng để ăn, y chẳng tù binh. Em đã đưa bao nhiêu cũng ăn hết, ăn nhiều hơn cả lúc không bệnh. Một ngày 4 đến 5 bữa, uống nước cam vắt, nước xà gừng chanh đủ các loại, xong ngày 2 lần, nói chung là làm tất cả để được hồi phục. Ông xã mong Hồng Ngọc không bị lây nhiễm. Tuy nhiên, anh vẫn thấy may mắn vì bố mẹ già đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Giờ mình chỉ đang mong muốn một điều là Ngọc không bị lây, mà làm sao không lây được chỉ có thể là phép lạ thôi. May mắn là ông bà đã có kết quả xét nghiệm âm tính và ông bà phải sống riêng không gặp các con cháu nhà Tâm nữa. Mục đích viết bài này ngoài việc thông báo tình hình thì Tâm Nguyễn còn muốn gửi lời cảm ơn đến cả 400 tin nhắn của những người anh em, bạn bè khi biết chuyện đã gửi lời động viên tinh thần. Bên cạnh đó, ông xã còn cảm ơn vợ vì đã lo lắng đủ kiểu cho mình trong những ngày qua. Cho tôi được cảm ơn người vợ của tôi trước mặt bá quan văn võ, cảm ơn em đã lo lắng cho anh và cả nhà mấy ngày nay. Nhiều lúc lười ăn, lười khò muối, lười uống nước nhưng thấy em lo cho anh như thế thì thức ăn em đưa anh bao nhiêu anh cũng phải ăn cho hết. Mấy nay không dám cãi lời em mà chỉ biết nghe lời thôi, đúng không? Anh biết em bị áp lực lắm, thôi em ráng lên nhé. Nhờ em chăm sóc anh tốt như vậy, anh sẽ mau chóng hồi phục thôi. Cầu xin cho em được khỏe mạnh để lo cho gia đình mình ngay lúc khó khăn này. Thomas Tâm xúc động gửi lời cảm ơn vợ Hồng Ngọc đã lo lắng cho mình. Anh cũng chia sẻ thêm gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè đã động viên hỏi thăm. Tiện đây, Tâm muốn được cảm ơn hơn 400 lời nhắn và chúc Tâm mau khỏi. Hôm kia mệt quá không trả lời được, nên hôm qua Tâm cố gắng trả lời từng lời nhắn yêu thương đó để các cô chú, các anh chị em biết rằng Tâm rất trân quý những gì mọi người dành cho Tâm. Có người lâu lắm không liên lạc cũng nhắn tin hoặc để lại bình luận thật là quý. Có rất nhiều người đã từng bị nhiễm và đã khỏi, nhắn tin an ủi Tâm, nhưng cũng có rất nhiều người không thoát khỏi tử thần. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những bệnh nhân nhé. Mệt lắm quý vị ơi. Hiện tại, Tâm Nguyễn đang rất mong Hồng Ngọc sẽ không vướng COVID-19 nhưng bản thân anh cũng nghĩ điều đó khó xảy ra vì vợ chồng chung giường với nhau. Tuy nhiên, ai cũng cầu mong một phép màu, hạn chế tối đa người mắc phải. Tình hình có khá nhiều người nổi tiếng ở nước ngoài mắc phải dịch bệnh. Theo đó, mọi người từng rất đau lòng và tiếc nuối khi phải nói lời tiễn biệt mãi mãi đối với danh ca Lệ Thu, vlogger kiêm rapper Britania Karma. Tiếp đó, Xuân Nghi mắc COVID-19 nhưng với sức trẻ, đề kháng còn tốt nên may mắn sau 2 tuần đã được điều trị khỏi. Điều buồn hơn khi anh Hùng Sùi, một người bạn thân của Chí Tài nói riêng và giới nghệ sĩ hải ngoại nói chung cũng vừa ra đi vĩnh viễn vì dịch bệnh. Hồng Ngọc kết hôn với Thomas Tâm vào năm 2009. Ông xã cô là bầu sâu nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Từ ngày trở thành vợ chồng, anh luôn chăm sóc và hỗ trợ Hồng Ngọc cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cặp đôi có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô thấy mình rất may mắn khi lấy được Thomas Tâm. Hạnh phúc lớn nhất trong đời người con gái không phải là được lấy được người chồng giàu có. Càng không phải tìm được một người con trai mình yêu mà là tìm được một người yêu mình sâu sắc và sẵn sàng cùng mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn. Cuộc sống như hôm nay là quá tuyệt vời đối với tôi rồi. Vừa đủ vinh quang cho riêng mình, vừa đủ ấm áp, vừa đủ để yêu thương, Hồng Ngọc chiêm nghiệm.